đấu ở vòng bảng D, Game TV Hà Nội đánh với FC Lan Anh Nam Định. Và bây giờ chim sẻ đã vào. Và ở trận đấu này em cầm 1-6 bên phía đối bạn là Hitmin Egypt cho Son. Khá được, Hitmin Egypt và cho Son. Không có chém tuyển. Play Summer của chim. Cầm màu 6, một cái màu mà rất hiếm khi chim sẻ cầm ở cái map 44 này. Màn hình máy của Linda anh được cầm cả trận này. Rồi trận này chắc chiến thuật là sóc dân thôi. Màn hình máy của Lúi là người cầm Zoman. Và Mô thì là Miwan. Một bầy hiệu 7 con dành cho Mỗ với một bài Miwan đầu cánh. Liệu Lúi có dâng ra cho chip Mỗ có thể đánh cung A trận đấu này không? Khi mà một loại quân có cung đầu duy nhất đó là Samurian của chim sẻ thì đang bị lòi ra ngoài rồi. Màn hình máy của chim sẻ cũng đang có bầy hiệu. Bầy hiệu 5 con. Thấy thêm voi. Liệu phải một đôi voi không? Cẩn thận trên đường về có sư tử. Vâng, vừa nãy thì tôi phải vào đánh thay chim trong trận gặp 9X Hà Đông và trận đầu tiên gặp FC Lan Anh. Nhưng ngày hôm nay thì chim bận thi xong mới đến đánh được. Thì vừa nãy là không có ai để bình luận. Một pha cầu hai voi. Vét đầu cũng đã được thiết kế rồi. Đóng nghe chưa? Rất nhiều tay. Rồi, dân Summer mà. Cầu vòi rất cẩn thận. Rồi, làm xuống. Mọi thứ đều hoàn hảo. Trước khi có lông dân nó ngã xuống rồi. Đảo qua mình máy của anh già Linda. Tâm nguyện cuối cùng, à nhầm, chưa chết. Anh có di nguyện cuối cùng là muốn được vô địch một cái giải đấu trước khi quyển giang hồ chuyển sang chơi map biển. Là vô địch cái giải này, một bài Katha của Linda đang rất đẹp, rất nhiều đồ ăn. Còn nguyên bãi quả phụ nữa. Có dâng ra cho chim đánh cung không? Hay là ở nhà sóc dân? Tôi nghĩ theo cách đánh của Linda thì nhiều khả năng anh sẽ ở nhà và ra dân. Đánh một bài Katha châu chém lên đời xong lưng chặt gỗ kiểu. Không đánh 2-3 dân như vậy là sẽ dâng rồi. Linda sẽ dâng cho chim sẻ đánh cung một trận đấu à. Lực chém của Linda sẽ là rất khỏe. Đảo qua mình máy của Mô. Một bài cầm Miwan đầu cánh đánh 26 dân như vậy Mô sẽ đánh cung à. Một bài khá đẹp đấy. Rất dễ khung. Nếu như cái rừng thông kia nó vào gần với biên bản đồ. Một khe BB thì đẹp mắc binh. Hoặc là hai khe. Không như vậy là hơi dài rồi. Vâng, chỗ này bo BM và hàng E à. Phải vậy thôi. Ừ.
Đang lên rồi thì nữa. Bây giờ sẽ đóng ở mặt nào, chúng ta cùng chờ đợi xem Vũ cơ cấu trận nhiều anh. U15 núi liều mạng đang có điểm số rất cao, đã chạy dò rồi và đầu cánh là ai kia? M4 Thanh Hải, rất nhiều dân đàn voi công giáp cho con giò đã có công, bây giờ bắt đầu lên cái giáp. Rất nhiều những con nông dân đang ăn hoang của Thanh Hải đang loanh quanh đây, còn khoảng 7-8 con nông dân đang ăn voi nữa. Lúi dâng lờ và đóng ruộng ở nhà và mới sáng tác bài mới. Thường thì người ta dâng lờ chả ai đóng ruộng nhà cả, nhưng lúi vẫn có cái độ dị riêng của mình. Nếu thi đấu ở đấu trường top 1 thì nhiều khả năng người ta gọi là ngu. À đủ 7 e kìa. Chỗ này 8 dân khéo chết giò giờ, đợi hai chém đến. Lúi vẫn đang rất khó chịu con giò của mình. Ui dâng lờ xa vậy. Rồi, liệu quan được hết 8 con lông dân này không? Bớt tí lên bánh xe điên hoang rồi sướng nhá. Tôi đã đến máy của Linda xem nào, xem anh tương lờ chém ai. Mô 1 Suzuki Babe. Và nghe quen quen. Xem một phút đi mà. Trong cánh là nhà của màu 2. Màu 2 là Miwan à. Màu 1 là người cầm Hitty và màu 2 là người cầm Miwan. Thế bây giờ thì liệu dường như Linda anh đã chơi chết nhà màu 1 rồi. Nếu khi chim sẻ ở nhà thôi. Chim sẻ thì thủ nhà to ra thôi. Cánh bên kia thì đầu cánh màu 4 cũng đã bị người lùi đánh rất yếu. Mỗ thoải mái lên cung A. Hai nhà chém bên phía của đội Game TV đang tươi, đang rất tươi. Và mồ hai Trần Lực chém chia sẻ và không thèm lên bánh xe luôn, mã mất bãi vàng và cả bãi gỗ luôn. 6 con lạc đà với 1 con giò. 3 tơn BL rất đều. Và tơn này thì thấy mỗi con. Vâng, Linda anh định lừa mồ hai để có thể bò với vàng, nhưng màu 2 khá tinh. Nhưng đổi lại, màu 2 đã mất luôn cả bãi gỗ rồi. Chắc chỉ còn bãi hoang ở đâu thôi. Hết rồi. Một bãi vàng, bãi gỗ thì chỉ còn một đến hai bãi hoang nữa. Linda thì anh vừa mất bãi vàng nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Mình máy của chim sẻ tham lai chỉ là 31. À không, đây là nhầm. Đây là Roman của núi. Và đang chơi cả vào nhà màu 3 rồi. Harry sai 2-0. Như vậy là Kiên TV đã vượt qua FC Lan Anh Lâm Định với tỷ số 2-0 ở vòng bảng. Và chúng ta cùng chờ đợi để xem đối thủ tiếp theo của đội Kiên TV sẽ là ai. Đánh nhàn nhỉ.